Trước đây, lan được xem là loài hoa dành riêng cho vua chúa hay giới thượng lưu, còn ngày nay, loại hoa này đã trở thành thú chơi của nhiều người dân thành phố. Từ rừng xuống phố, các loại hoa lan đa sắc màu đã xuất hiện trên ban công, sân thượng, góc vườn làm đẹp cho nhà trên phố. Ông Nguyễn Văn Lẽ ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình đã có hơn 30 năm gắn bó với lan rừng. Với ông, sống ở nơi có nhà cửa cao tầng san sát để tạo ra một không gian mát mẻ đẹp mắt thì trồng lan được xem là phù hợp nhất. Loài cây này cho hoa rất đẹp, đủ sắc màu. Niềm đam mê về một vườn lan rừng mang vẻ đẹp hoang sơ khác lạ ở giữa chốn phố phường tấp nập đã thôi thúc ông sưu tầm và trồng loài hoa đặc trưng của núi rừng này. Ban đầu chỉ từ 20 đến 30 giò, đến nay vườn lan nhà ông đã có trên 200 giò với nhiều loại lan. Lan rừng thì nó rất quý ở cái chỗ, tức là nó là cái gen nguyên bản của thiên nhiên tạo ra. Nó là đúc kết các cái tinh hoa của thiên nhiên nó tạo ra, cho nên là nó ra một cách rất tự nhiên và nó cần cái môi trường rất tự nhiên và nó có một cái hương thơm, tức là rất là quý phái. Cái lan rừng của nó là hương của nó tuyệt vời luôn. Mỗi một loài nó có một cái loại hương khác nhau, nhưng mà nhìn chung loài nào cũng có cái hương rất là quyến rũ. Khác với những loài hoa khác, chỉ cần vun sới, tưới nước đầy đủ là có thể sống khỏe và đơm hoa kết trái. Còn lan rừng lại rất khó chăm. Mỗi giống lan có yêu cầu riêng về môi trường sống, do đó kỹ thuật chăm sóc cũng khác nhau. Chơi lan không thể nóng vội mà phải hết sức kiên trì nhẫn lại. Bây giờ là chơi lan cũng vất vả, chơi thì thích nhưng mà cũng tốn công, tốn cả tiền nữa. Có rất nhiều cái yếu tố để tạo nên được mấy cây lan sống khỏe, sống mạnh. Thứ nhất là cái điều kiện, cái độ ẩm trong không khí luôn luôn được đảm bảo và duy trì đều đặn. Độ ẩm của nó phải đạt được 60 đến 80% ẩm trung bình. Cái tiểu vùng khí hậu tốt thì lại phải có cái ánh sáng thật tốt. Ánh sáng ở đây tốt ở đây có nghĩa là không nắng quá mà không râm quá. Sống ở thành phố, đất đai chật hẹp và chơi lan trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Những vườn lan trên phố góp phần tạo không gian xanh, thoáng mát cho các gia đình, làm giảm ô nhiễm môi trường. Yêu phong lan, yêu địa lan là cái một thú chơi của những người về già, tuổi về hưu. Nhưng bây giờ nó đã phát triển sang là thanh niên. Thanh niên cũng yêu lan, bởi vì người ta thấy thức lan thì có nghĩa thú chơi đặc biệt cho những người là gì? Là cái thời gian là không cho phép, là một điểm thay là không gian không rộng, chỉ một góc vườn nhỏ nhỏ thôi để ta trồng cây dòng lan. Nhưng mà các góc vườn nhỏ nhỏ đã giúp chúng ta trở lại là khỏe mạnh, tư thần thì là thoải mái. Thú chơi hoa lan đã tạo nên một nét riêng đối với người dân thành phố, một thú chơi tao nhã nhưng cũng góp phần đem lại lợi ích kinh tế.